Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, đời Lưu Tống, ngày Cương Lương Gia Xá Dịch, Việt Dịch, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm. Nghi thức tụng niệm tán hương. Lư hương vừa nhen nhúm, pháp giới đã được xông, chư Phật trong hải hội đều xa hay. Theo chỗ kết mây lành, lòng thành mới ân cần, chư Phật hiện toàn thân. Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh cạn: Phật pháp thậm sâu rất nhiệm màu, trong ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Còn nay nghe thấy chuyên chỉ tụng, nguyện giải Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Như thế tôi nghe, một thời Đức Phật ở tại Non Kỳ Xà Quật thuộc thành Vương Xá, cùng với 1.250 vị tỳ kheo, nơi chúng hội đây lại có 32.000 vị đại Bồ Tát. Trong ấy Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử là bậc thượng thủ. Bấy giờ trong Vương Xá Đại Thành có vị thái tử tên là A Xà Thế, nghe theo lời xúi dục của kẻ ác hữu điều đạt, bắt vua cha là Tần Bà Sa La giam trong ngục kín dày đến 7 lớp cửa. Thái tử lại ra lệnh cấm các quan không cho một ai được đến thăm. Quốc thái phu nhân là Vi Đề Hy vì mến tưởng vua, bà lo nghĩ phương trước cứu giúp, bà tắm gội sạch sẽ, lấy bột nhồi với sữa và mật thoa dính nơi thân, đổ đầy nước trái nho vào các chuỗi anh lạc và các chuỗi hạt anh lạc, rồi lén đem các thức ấy dâng cho vua. Tần Bà Sa La vương thọ dụng thức ăn uống xong, xin nước súc miệng rửa mặt, đạn chắp tay hướng về núi Kỳ Xà Quật kính lễ Đức Thế Tôn và thưa rằng: Ngài Đại Mục Kiền Liên là bạn thân của tôi, xin khỏi lòng từ bi chuyển cho tôi giới bát quan trai. Khi ấy Ngài Mục Kiền Liên biết được, liền bay đến chỗ Tần Bà Sa La Vương, lẹ như chim ó chim cắt, mỗi ngày chuyển giới bát quan trai cho vua. Đức Thế Tôn cũng sai Tôn Giả Phú Lâu Na vì vua thuyết pháp. Như thế trải qua 21 ngày, nhờ được an ổn và nghe pháp nên dung sắc vua hòa nhã tươi vui. Lúc đó A Xà Thế đến hỏi người giữ cửa rằng: Phụ vương ta hôm nay còn sống chăng? Viên thủ ngục đáp: Tâu đại vương, do quốc thái phu nhân thoa bột với mật vào thân và đựng nước trái nho trong hạt chuỗi đem cung phụng, lại có hai sa môn là Mục Kiền Liên Phú Lâu Na bay đến chuyển giới thuyết pháp không thể ngăn cấm, nên hiện tại đức vua vẫn bình yên. A Xà Thế nghe xong nổi giận bảo: Mẹ ta là giặc, vì đã làm bạn với kẻ giặc. Bọn sa môn kia là hạng người xấu, dùng chú thuật làm cho tên ác vương ấy nhiều ngày không chết. Nói đoạn rút gươm muốn đến giết mẹ. Đang khi ấy, có hai vị đại thần thông minh tài trí là Nguyệt Quang Kỳ Bà thấy thế vội quỳ xuống làm lễ và can gián rằng: Tâu đại vương, chúng tôi nghe trong kinh Tỳ Đà La nói từ thuở kiếp sơ đến nay, những ác vương tham ngôi báu mà giết hại cha có 18.000 người, song chưa từng nghe có ông vua nào giết mẹ. Nay nếu đại vương làm việc ác nghịch trái đạo này, tức là đẻ vết nhơ cho dòng giống sát đế lợi, nào khác gì hạ chiên Đà La, bần thần không nỡ ở lại trông nhìn cảnh tượng ấy, vậy xin từ nay bái biệt. Nói xong đứng lên đưa tay đẻ trôi gươm rồi thối lui quay đi. A Xà Thế nghe qua kinh sợ bảo: Các ông không vì ta sao? Kỳ Bà thưa: Nếu đại vương muốn cho chúng tôi ở lại giúp đỡ, xin đừng giết hại quốc thái. A Xà Thế nghe nói tỏ vẻ ăn năn, vội cất gươm bỏ ý nghĩ giết mẹ, sai nội quan cầm quốc thái phu nhân trong thâm cung không cho ra ngoài nữa. Vì để khi bị vu cấm sầu lo tiểu tụy, ra trông về Non Kỳ Xà Quật đảnh lễ Phật và bạch rằng: Đức Như Lai Thế Tôn, lúc trước Ngài thường bảo hiền giả A Nan đến thăm viếng và khuyên dạy con, nay con có việc lo buồn không làm sao còn được thấy oai nghi trang trọng của đấng thiên nhân sư nữa, xin Đức Thế Tôn thương xót cho hai vị tôn giả Mục Liên A Nan đến dạy dỗ con. Bạch xong lời ấy, bà thương khóc, nước mắt rơi xuống như mưa, hướng về chỗ Phật thượng ngự, cúi đầu thành lễ. Bấy giờ Đức Thế Tôn đang ở núi Kỳ Xà Quật, biết rõ tâm niệm bà Vi Đề Hy, liền bảo hai tôn giả Mục Kiền Liên A Nan theo lời yêu thỉnh
bay đến Cấm Thất. Và chính ngài cũng ẩn thân tại núi Kỳ Xà Quật hiện ra nơi vương cung. Bà khi bà Vi Đề Hy lễ xuống, vừa ngước đầu lên đã thấy Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn ngồi trên tòa sen Bát Bảo, thân sắc tử kim rực rỡ, bên tả có Mục Liên, bên hữu có A Nan đồng đứng hầu. Trên hư không các vạn vương đế thích và hộ thế chư thiên mưa nhiều thứ hoa đẹp ở cõi trời phơi phới bay xuống để cúng dường Phật. Vì Đề Hy phu nhân thấy Đức Thế Tôn liền tự bước chuỗi anh lạc đeo nơi thân, gieo mình phục phục xuống đất khóc lóc và thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, kiếp trước con có tội chi, nay sanh ra đứa con ác này, và Đức Như Lai lại có nhân duyên gì mà cùng với Đề Bà Đạt Đa đồng lạc quyến thuộc? Cố xin Đức Thế Tôn về con giảng giải rộng những cõi nào không còn lo buồn khổ lụy, để con được vãng sanh về đó. Hiện nay con rất nhàm chán cõi Diêm Phù Đề như khổ, bởi cõi này dẫy đầy chúng địa ngục ngạ quỷ bàng sanh cùng nhiều điều lỗi lầm xấu ác. Con nguyện kiếp sau không còn thấy người dữ, không còn nghe tiếng ác nữa. Nay con gieo năm vóc trước Đức Thế Tôn, tha thiết cầu xin sám hối, nguyện đấng đại từ soi ánh huệ nhật chỉ dạy cho con phép quán để sanh về chỗ nghiệp lành thanh tịnh. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn từ nơi tướng bạch hào giữa đôi mi phóng ra ánh sáng vàng rực rỡ, soi khắp vô lượng thế giới ở mười phương. Hào quang ấy trở lại trụ trên đài của Phật, hóa thành đài vàng như núi Tu Di. Những cõi nước trong sạch nhiệm màu của chư Phật mười phương đều hiện rõ nơi tỏa quang minh đó. Trong vô số quốc độ ảnh hiện ấy, có cõi do bảy báo hợp thành, có cõi thuần là hoa sen, có cõi tráng lệ như cung trời đại tự tại, có cõi sáng suốt như gương pha lê. Vô lượng tịnh độ hiện bóng nơi đài quang minh, mỗi miền một vẻ rất rõ ràng, cực nghiêm đẹp. Sau khi dùng thần thông hiển thị các cõi trang nghiêm xong, Đức Thế Tôn bảo bà Vi Đề Hy nên tùy ý mình lựa quốc độ nào mà tâm mình ưa thích. Bà Vi Đề Hy phu nhân quan sát kỹ các Phật quốc rồi thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, các tịnh độ ấy tuy đều nghiêm sạch và có ánh quang minh, nhưng nay con chỉ thích được sanh về thế giới cực lạc của Phật A Di Đà. Cố xin Đức Thế Tôn dạy con phép tư duy và chánh thọ. Khi ấy Đức Thế Tôn liền mỉm cười, từ nơi miệng tuôn ra năm sắc quang minh, mỗi tia sáng đều chiếu đến đỉnh đầu vua Tần Bà Sa La. Lúc đó vua Tần Bà Sa La tuy bị giam cầm, song tâm nhãn không chướng ngại, từ nơi xa trông thấy Đức Thế Tôn, liền cúi đầu đảnh lễ, đạo căn tự nhiên tăng tiến, chứng được quả A Na Hàm. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Vi Đề Hy: Ngươi có biết chăng, Phật A Di Đà cách đây không xa, ngươi nên hạ niệm và quán sát kỹ cõi nước kia, tất tịnh nghiệp sẽ được thành tựu. Nay ta vì ngươi nói rộng các thí dụ, cũng khiến cho đời vị lai tất cả phàm phu muốn tu tịnh nghiệp được sanh về thế giới cực lạc ở phương Tây. Muốn sanh về cõi ấy phải tu ba thứ phước: một là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, giữ lòng từ bi không giết hại, tu mười nghiệp lành; hai là thọ trì tam quy, giữ vẹn các giới được phạm oai nghi; ba là phát lòng bồ đề, tin sâu lý nhân quả, đọc tụng kinh điển đại thừa, khuyến tấn người tu hành. Ba điều như thế gọi là tịnh nghiệp. Đức Phật lại bảo Vi Đề Hy nên biết ba thứ phước này là chánh nhân tịnh nghiệp của chư Phật trong ba đời, quá khứ, vị lai và hiện tại. Đức Thế Tôn khen Vi Đề Hy và bảo A Nan: Lành thay Vi Đề Hy, hôm nay người đã khéo hỏi việc ấy, hãy chú tâm lắng nghe và suy nghĩ kỹ. Như Lai sẽ vì tất cả chúng sanh bị giặc phiền não bức hại đời vị lai mà nói ra nghiệp thanh tịnh. Này A Nan, ông nên ghi nhớ và thọ trì pháp này rồi tuyên thuyết cho đại chúng cùng biết. Nay ta sắp dạy Vi Đề Hy và chúng sanh đời sau phép quá thế giới cực lạc ở phương Tây. Do nhờ sức Phật, hành giả sẽ được thấy cõi nước thanh tịnh kia như người cầm gương sáng tự trông thấy mặt mình. Khi hành nhân thấy sự vui rất màu nhiệm ở cõi kia rồi, sách lòng vui mừng, liền được trụ vào vô sanh pháp nhẫn. Phật bảo Vi Đề Hy: Người là phàm phu tâm tưởng yếu kém, chưa được thiên nhãn, không thể ở xa mà trông thấy cõi cực lạc. Chư Phật Như Lai có phương lạ khiến cho ngươi được thấy cõi kia. Vi Đề Hy thưa: Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con nhờ sức Phật được thấy quốc độ kia. Nếu sau khi Thế Tôn tịch diệt những chúng sanh trưởng ác không lành, bị ngũ khổ bức não, phải làm thế nào để được thấy Phật A Di Đà và cõi cực lạc? Đức Phật bảo Vi Đề Hy: Người và chúng sanh nên chuyên tâm buộc niệm một chỗ để tưởng cảnh giới Tây Phương. Phương pháp quán tưởng ấy như thế nào? Phạm tất cả những người nếu không phải bị mù từ lúc sơ sanh đều thấy mặt trời lặn,
Vậy ngươi nên ngồi ngay thẳng hướng về phương Tây, tâm chú định một chỗ không được di động, rồi quán tưởng mặt trời sắp lặn. Hình như cái trống treo, khi đã thấy hình tướng ấy phải chú tưởng cho thuần thục. Làm sao lúc nhắm mắt mở mắt đều được thấy rõ ràng. Môn Nhật quán này là phương pháp quán tưởng thứ nhất. Kế lại quán tưởng nước, thấy một vùng nước trong suốt đứng lặng, phải thấy cho rõ ràng, ý đừng phân chia rối loạn. Khi thấy tướng ấy rồi nên tưởng nước đóng thành băng, đã thấy băng trong ngần sáng ánh, lại tưởng đó là đất lưu ly. Đây là môn thủy tưởng, cũng là phép quán thứ hai. Môn tưởng này thành rồi, tiếp quán thấy đất lưu ly trong ngoài trói suốt, dưới ấy có tràng kim cương thất bào vàng ánh đỡ đất lưu ly. Tràng này có đủ 8 góc theo 8 phương, mỗi mỗi phương diện do trăm thứ báo hợp thành, mỗi mỗi bảo châu có ngàn tia sáng, mỗi mỗi tia sáng có 8 vạn 4 ngàn màu trói đất lưu ly như ngàn ước mặt trời, nhìn không kể xiết. Trên đất lưu ly có dây hoàng kim xen lẫn cùng thất bảo, phân chia các khu vực rạch rẽ trang nghiêm, mỗi mỗi thứ báo có 500 sắc kỳ quang. Các ánh sáng này hình như hoa hoặc như trăng sao chiếu lên hư không, kết thành đài quang minh lơ lửng ngàn muôn lâu các do trăm thứ báo hợp thành. Mỗi mỗi lâu đài hai bên đều có trăm ước tràng hoa cùng vô lượng nhạc khí để trang nghiêm. 8 thứ gió nhẹ mát từ những đài quang minh thổi ra, cổ động các nhạc khí diễn thành tiếng khổ không vô thường vô ngã. Khi môn tưởng này đã thành, phải quán mỗi mỗi chi tiết cho cực rõ ràng, nhắm mắt mở mắt đều có thể thấy, không để tan mất, duy trì giờ ăn ngủ, ngoài tất cả thời đều ghi nhớ việc ấy. Tưởng được như thế gọi là thấy cõi cực lạc về phần thô. Nếu được tam muội, hành giả sẽ thấy rõ ràng cảnh tướng của đất nước kia không thể kể xiết. Đây là môn điện tưởng thuộc về phép quán thứ ba. Đức Phật bảo ngài A Nan, ông nên ghi nhớ lời dạy của ta, để vì tất cả chúng sanh muốn thoát khổ đời sau, truyền thuyết môn điện quán này. Nếu thành tựu phép tưởng đây sẽ trừ được tội trong 80 ức kiếp sanh tử. Khi xả báo thân, kẻ ấy quyết định sanh về tịnh quốc, nơi lòng không còn nghi ngại. Quả như thế gọi là chánh quán, nếu tưởng sai khác là tà quán. Đức Phật bảo A Nan và Vi Đề Hy, môn địa tưởng đã thành, kế tiếp quán cây báu. Muốn tu phép quán này phải tưởng sạch sẽ 7 lớp hàng cây, mỗi cây cao 8.000 gió tuần, đầy đủ hoa lá thất bảo, mỗi mỗi hoa lá hiển phát những quang sắc báo lạ. Trong sắc lưu ly chiếu ánh sáng vàng, trong sắc pha lê chiếu ánh sáng đỏ, trong sắc mã não chiếu ánh sáng xa cừ, trong sắc xa cừ chiếu ánh sáng lục chân châu. Đại khái các cây hoa lá đều bằng san hô hổ phách và tất cả thứ dị bảo trang nghiêm rực rỡ. Trên mỗi mỗi cây có 7 lớp lưới diệu chân châu che phủ, giữa mỗi tầng lưới có 500 ước cung điện diệu hoa nghiêm đẹp như cung phạm vương. Trong đó có các thiên đồng, mỗi vị trang nghiêm bằng các chuỗi ngọc, gồm 500 ước hạt Thích Ca Tỳ Đắc Giả Ma Ni. Ánh sáng của những hạt ngọc này chiếu xa đến 100 do tuần vô cùng rực rỡ, như quang minh của trăm ước vật nhật nguyệt hòa hợp. Ngoài những hạt ngọc nghiêm sức, còn xen lẫn các châu báu khác, màu sắc đều là bậc thượng. Những cây báu ấy hàng hàng đối nhau, lá lá thuận nhau, giữa khoảng các lá xanh hoa đẹp màu. Trên hoa tự nhiên có trái thất bảo, mỗi mỗi lá cây rộng 25 do tuần, có ngàn màu sắc và trăm thứ đường vân, hình như chuỗi anh lạc của chư thiên. Các hoa chói lộ, sắc vàng diêm phù đã rực rỡ như những vòng lửa biệt chuyển giữa lá. Từ hoa lạ nổi xanh trái quý hình như bình báu của trời đế thích, và từ trái màu chiếu ánh sáng rực rỡ hóa thành tràng phan của vô lượng bảo cái. Trong bảo cái ảnh hiện tất cả Phật sự của 3.000 thế giới và y chánh 10 phương cõi Phật. Khi thấy vào thọ rồi, nên theo thứ lớp quán thân cảnh lá hoa quả, mỗi mỗi đều cho rõ ràng. Đây là môn thọ tưởng thuộc về phép quán thứ tư. Kế lại quán tưởng nước các bảo trì, ở cõi cực lạc có 8 ao nước bát công đức, mỗi ao do 7 báo hợp thành. Những thứ báo này tánh chất nhu nhuyễn, từ như ý châu vương sanh ra. Nước ao phân thành 14 chi nhánh, mỗi dòng chiếu lộ sắc màu 7 báu. Thành ao bằng vàng ròng, đáy ao trải các kim cương tạp sắc. Mỗi ao nước có 60 ước hoa sen thất bảo, và mỗi hoa sen tròn rộng 12 do tuần. Nước mani trong ao chảy lên xuống theo cọng sen và luồn vào các cánh hoa, phát ra tiếng nhiệm màu. Âm thanh này tuyên diễn những pháp khổ không vô thường vô ngã. Các
Pháp môn ba la mật và khen ngợi tướng tốt của chư Phật, tưởng như ý châu vương lại tuôn ra ánh sáng vàng màu nhiệm hóa thành các sắc chim bá bảo. Tiếng chim thanh diệu hòa nhã cùng chuỗi giọng khen ngợi niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Đây là môn tường ao nước bát công đức thuộc về phép quán thứ năm. Nơi cõi báu cực lạc, mỗi khu vực có 500 ước bảo lâu. Trong những lâu các ấy có vô lượng chư thiên thường trỗi thiên nhạc, lại có vô lượng nhạc khí lơ lửng giữa hư không như bảo tràng ở cõi trời, không ai trỗi tự nhiên phát thành tiếng. Những tiếng này đều diễn nói môn niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tỳ kheo tăng. Khi tưởng chung các tướng trên gồm bảo địa, bảo thọ, bảo trì, bảo lâu được thành rồi, gọi là thấy thế giới cực lạc về phần thô. Đây là môn tổng tưởng thuộc về phép quán thứ sáu. Nếu thấy tướng này sẽ trừ được nghiệp ác rất nặng trong vô lượng ức kiếp, khi mạng chung kẻ ấy quyết định được sanh về cõi cực lạc. Quán như thế gọi là chánh quán, nếu tướng sai khác là tà quán. Đức Phật bảo A Nan và Vi Đề Hy, hãy để tâm lắng nghe và khéo suy nghĩ, ta sẽ vì các ngươi mà giải thuyết phân biệt, pháp trừ khổ não. Các ngươi nên ghi nhớ rồi giải nói rành rẽ lại cho khắp trong đại chúng nghe. Khi Đức Thế Tôn vừa nói lời ấy xong, thì Phật Vô Lượng Thọ đã hiện thân trụ lập giữa hư không. Hai vị đại sĩ Quán Thế Âm, Đại Thế Chí đứng đầu tả hữu. Ánh quang minh từ thân của Tây Phương Tam Thánh tỏa ra rực rỡ, nhìn không thể xiết. Dù cho trăm ngàn sắc vàng xếp phù đạt cũng không thể sánh ví được. Vì để Hy phu nhân được thấy Vô Lượng Thọ Như Lai liền cúi đầu đảnh lễ Phật và thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay còn nhờ từ lực được thấy Phật A Di Đà và hai vị Bồ Tát, chúng sanh đời sau phải làm thế nào để quán tưởng Tây Phương Tam Thánh? Đức Phật bảo Vi Đề Hy, muốn quán Đức Phật kia trước tiên phải khởi tưởng trên đất thất bảo có hoa sen. Mỗi cái sen này ứng sắc bá bảo có tam muôn bốn ngàn đường gân, dường như bức vẽ thiên nhiên. Mỗi đường gân có tam muôn bốn ngàn tia sáng chiếu xuất rõ ràng. Các chi tiết trên đây phải quán thấy cho rành rẽ. Toàn hoa sen có đủ 84.000 cánh. Cánh nhỏ nhất cũng rộng 250 do tuần. Cho mỗi cánh có trăm ước hạt mani châu vương trang nghiêm sáng chói. Mỗi hạt châu mani phóng ra ngàn sắc quang minh như lọng thất bảo che khắp trên mặt đất. Đài sen được tạo thành bằng chất báu chính là Thích Ca Tỷ Lăng Già. Ngoài ra còn có 8 vạn ngọc báu kim cương, chân Thúc Ca Phạm Mani và lưới rượu chân châu trang sức. Trên đài sen tự nhiên có 4 trụ bảo tràng, mỗi trụ cao lớn như trong ngả muôn ước núi Tu Di. Trên bảo trụ có mảnh báu và 500 ước phi diệu bảo châu che phủ, hình như cung trời dạng ma trang nghiêm rực rỡ. Mỗi hạt bảo châu có 84.000 ánh sáng, mỗi ánh sáng phát ra 84.000 kim sắc khác lạ, soi khắp cõi báu. Tùy mỗi nơi hiện, mỗi mỗi tướng kim sắc khác nhau, các tướng ấy như đài kim cương, hoặc lưới chân châu hay mây tạp hoa, ở khắp mười phương tùy ý biến hiện làm những Phật sự. Đây là môn hoa tòa tường thuộc về phép quán thứ bảy. Đức Thế Tôn bảo A Nan, hoa sen màu nhiệm ấy do nguyên lực của tỳ kheo phát đạo thành tựu. Muốn quán Đức Phật kia trước phải tưởng hoa tỏa này. Khi tu môn tưởng đây không được quán tạc, phải quán từ đài sen đến mỗi mỗi cánh, hạt châu, ánh sáng, trụ bảo tràng đều cho rõ ràng như người trọ soi gương tự thấy mặt mình. Phép tưởng này nếu thành sẽ diệt trừ tội chướng trong năm muôn ức kiếp sanh tử, quyết định được sanh về thế giới cực lạc. Quả như thế gọi là chánh quán, nếu tưởng sai khác là tà quán. Này A Nan, Vi Đề Hy, khi thấy tướng hoa tỏa rồi, kế tiếp nên quán hình tượng Phật. Việc ấy như thế nào? Chư Phật Như Lai là thân pháp giới và trong tất cả tâm tưởng của chúng sanh. Cho nên khi tâm các ngươi tưởng Phật, tâm ấy chính là 32 tướng 80 vẻ đẹp tùy hình. Tâm ấy là Phật, tâm ấy là Phật. Biển tranh biến chi của Phật từ nơi tâm tưởng mà sanh. Vì thế các ngươi nên một lòng hệ niệm quán kỹ Đức Đa Đà A Già Độ, A La Ha Tam Hiệu Tam Phật Đà kia. Muốn quán Phật Vô Lượng Thọ trước phải tưởng hình tượng, làm sao cho khi nhắm mắt mở mắt đều thấy một bảo tượng như sắc vàng diêm phủ đạt ngồi trên tòa sen kia. Lúc thấy Phật tượng rồi, tâm nhãn tự được mở mang rõ ràng sáng suốt. Bấy giờ hành giả thấy cõi cực lạc bảy báu trang nghiêm như bảo địa, bảo trì, hàng bảo thọ, trên cây có mảnh báu chư thiên che phủ, các lưới báu giăng khắp giữa hư không.
Khi thấy cảnh tướng rất rõ ràng như nhìn vào bàn tay, rồi lại tưởng hai hoa sen lớn, một ở bên tả, một ở bên hữu của Phật, cả hai đều giống như tảng sen trước, xong lại tưởng hình tượng Quán Thế Âm Bồ Tát ngồi tỏa sen bên trái, tượng Đại Thế Chí Bồ Tát ngồi tỏa sen bên mặt. Thân tướng đều rực rỡ như sắc vàng diêm phù đàm. Phép quán này thành rồi, lại tưởng thân tướng của Phật và Bồ Tát đều phóng ánh sáng vàng chiếu các cây báu, nơi mỗi mỗi gốc cây đều có tượng Phật và hai vị Bồ Tát ngồi trên tỏa sen, như thế cho khắp cả bảo độ. Quán như thế xong, hành giả lại tưởng tiếng nước chảy, ánh sáng các cây báu, những loài chim, phù nhạn, oan ương nói pháp màu, cho đến khi xuất định nhập định hằng được nghe thấy pháp màu này, dù cho khi xuất định hành giả phải ghi nhớ được quên, và cần phải hợp với tu đa la. Nếu pháp không hợp với khế tinh gọi là vọng tưởng, như hợp gọi là tưởng thấy thế giới cực lạc phần về phần thô. Đây là môn tưởng thứ 8. Phép quán này tu thành trừ diệt tội cho vô lượng ức kiếp sanh tử. Ngay hiện đời hành giả đã chứng được niệm Phật tam muội. Đức Phật bảo A Nan và Vi Đề Hy, môn tưởng này đã thành tựu, kế lại quán thân tướng quang minh của Phật vô lượng thọ. Này A Nan, ông nên biết thân Phật A Di Đà rực rỡ như sắc vàng diêm phù đạt của trăm ngàn muôn ức cung trời dạ ma. Phật thân cao 66 vạn ước na do tha, hằng hà sa do tuần, tướng bạch hào giữa đôi mày uyển chuyển xoay vẻ bên hữu như năm núi tu di. Mắt Phật xanh biếc phân minh, rộng như nước bốn biển lớn. Các chân lông nơi thân tuôn ra ánh sáng như diệu cao sơn. Viên quang của Phật to rộng như trăm ức tam thiên đại thiên thế giới. Trong ấy có hơn trăm muôn ức na do tha, hằng hà sa hóa Phật, mỗi vị đều có vô số hóa Phật, hóa Bồ Tát làm thị giả. Mỗi vị đều có vô số hóa Bồ Tát làm thị giả. Vô lượng thọ Như Lai có 84.000 tướng, mỗi tướng có 84.000 vẻ đẹp tùy hình, và mỗi vẻ đẹp lại có 84.000 tia sáng. Những tia sáng ấy xoay khắp các cõi ở mười phương, thâu nhất tất cả chúng sanh niệm Phật. Những tướng hào quang minh của hóa Phật đó vô cùng nói không kể xiết. Hành giả chỉ nên thành kính nhớ tưởng, khiến cho tâm nhãn được thấy, thấy được tướng này, tất thấy tất cả chư Phật mười phương. Vì thấy chư Phật nên gọi là niệm Phật tam muội. Từ phép quán này gọi là quán thân tất cả chư Phật. Và vì quán thân Phật nên cũng thấy tâm Phật. Tâm Phật là tâm đại từ bi, dùng vô duyên từ nhất tất cả chúng sanh niệm Phật. Quả như thế, khi giả báo thân sẽ vãng sanh, về trước chư Phật được vô sanh nhẫn. Cho nên người trí phải hệ niệm quán kỹ Phật vô lượng thọ. Muốn quán Phật vô lượng thọ, phải từ một tướng hào mà đi vào. Trước tiên phải quán tướng lông trắng giữa đôi mày cho cực rõ ràng. Khi thấy được tướng bạch hào, tự nhiên tam muôn bốn ngàn tướng tốt sẽ hiện, và thấy được Phật A-di-đà, tức thấy vô lượng chư Phật ở mười phương. Vì thấy vô lượng chư Phật nên được chư Phật hiện tiền thọ ký. Đây là môn tưởng tất cả tướng nơi sắc thân thuộc về phép quán thứ 9. Quả như thế gọi là chánh quán, nếu tưởng sai khác là tà quán. Này A Nan, Vi Đề Hy, khi đã thấy Phật vô lượng thọ rõ ràng rồi, lại nên quán tưởng Bồ Tát Quán Thế Âm. Vì đại sĩ này thân cao 80 muôn ức na do tha, do tuần sắc đường kim bạch có nhục kế. Viên quang nơi đầu của Bồ Tát mỗi phía đều rộng trăm ngàn do tuần. Trong viên quang có 500 hóa Phật như Thích Ca Mâu Ni, Như Lai. Mỗi vị hóa Phật đều có 500 hóa Bồ Tát và vô lượng chư tiên làm thị giả. Trong thân quang của Bồ Tát hiện tất cả sắc tướng của ngũ đạo chúng sanh. Bồ Tát đầu đội thiên quang bằng chất báu tỳ lăng giả ma ni. Nơi thiên quang có một vị hóa Phật đứng cao 25 do tuần. Quán Thế Âm đại sĩ mặt như sắc vàng diêm phổ đàn, đứng bạch hào giữa đôi mi có đủ sắc thất bảo chiếu ra 84.000 thứ quang minh. Mỗi ánh quang minh có vô lượng vô số trăm ngàn hóa Phật. Mỗi vị hóa Phật lại có vô số hóa Bồ Tát làm thị giả. Các hóa Bồ Tát này biết hiện tự tại về khắp mười phương thế giới. Cánh tay của Bồ Tát như sắc hoa sen hồng, có 80 ước tê sáng nhiệm màu, dường như chuỗi anh lạc, trong ấy hiện ra tất cả việc trang nghiêm. Bàn tay Bồ Tát như 500 ức sắc tạc liên hoa, nơi đầu mỗi ngón tay có 84.000 làn chỉ đẹp, dường như nét vẽ của chiếc ấn. Mỗi làn chỉ đều có 84.000 sắc, mỗi sắc lại có 84.000 tia sáng lưu nhuyễn xoay khắp các nơi.
Bồ Tát thường dùng tay báu này tiếp dẫn chúng sanh các cõi. Nơi lòng bàn chân của Quán Thế Âm Đại Sĩ có tướng Thiên Bước Luân. Khi Bồ Tát giở chân lên, từ nơi luân tướng ấy hóa hiện ra 500 ước đài quang minh. Lúc để chân xuống, tự nhiên có vô số hoa kim cương mani tuôn dài tản mát khắp mọi nơi. Ngoài ra, các tướng khác nơi thân Bồ Tát đều đầy đủ và xinh đẹp như Đức Vô Lượng Thọ Thế Tôn, Duy Trừ Nhục Kế và tướng Vô Kiến Đảnh là không bằng Phật. Đây là một tượng sắc thân chân thật của Bồ Tát Quán Thế Âm thuộc về phép quán thứ 10. A Nan, nếu chúng sanh nào muốn quán thân tướng của Bồ Tát Quán Thế Âm, phải nên quán tưởng đúng như vậy. Kẻ tu thành môn quán này không còn gặp các tai họa, trừ sạch nghiệp chướng và tội lỗi trong vô số kiếp sanh tử. Chúng sanh chỉ nghe danh hiệu vị Bồ Tát ấy còn được vô lượng phước, huống nữa là quán kỹ sắc thân. Kẻ nào muốn quán tưởng Bồ Tát Quán Thế Âm, trước nên quán nhiều kế trên đài, tiếp đến quán thiên quan, bao nhiêu tướng khác cũng lần lượt quán cho rõ ràng, như thấy các làn chỉ trong bàn tay. Quán như thế gọi là chánh quán, nếu tưởng sai khác là tà quán. Kế đến Bồ Tát Đại Thế Chí, thân lượng của vị Bồ Tát này cũng tương đương với Bồ Tát Quán Thế Âm. Viên quang nơi đảnh của Đại Thế Chí Bồ Tát mỗi phía đều rộng 125 do tuần. Từ quang thể này ánh sáng lại chiếu xa thêm 250 do tuần nữa. Quang minh toàn thân của Bồ Tát ánh ra màu sắc tử kim, chiếu khắp các cõi ở mười phương. Những chúng sanh hữu duyên được trông thấy, chúng sanh nào chỉ thấy ánh sáng nơi một lỗ chân lông của vị Bồ Tát này, tức thấy quang minh trong sạch nhiệm màu của mười phương vô lượng chư Phật. Vì thế, vị đại sĩ này được gọi là Vô Biên Quang. Và bởi Bồ Tát dùng ánh sáng trí huệ soi khắp tất cả chúng sanh, khiến cho xa lìa tam đồ, được sức vô thượng nên lại có tên là Đại Thế Chí. Thiên quang của Đại Thế Chí Bồ Tát có 500 bảo hoa, mỗi bảo hoa có 500 bảo đài. Trong mỗi bảo đài hiện rõ tướng quốc độ tịnh diệu rộng rãi của mười phương chư Phật. Nhục kế nơi đảnh của Bồ Tát hình như hoa bát đầu ma. Trên nhục kế có một bảo bình đựng các thứ quang minh hiện Phật sự khắp mọi nơi. Ngoài ra, các tướng khác nơi thân cũng đồng như Quán Thế Âm Bồ Tát. Khi vị đại sĩ này cất chân bước đi, mười phương thế giới thảy đều chấn động. Ngay chỗ Bồ Tát bước tự nhiên hóa hiện 500 ước bảo hoa, mỗi bảo hoa trang nghiêm cao sáng như diệu tướng ở cõi cực lạc. Lúc Bồ Tát ngồi xuống, cả cõi thất bảo đồng thời rung chuyển giữa khoảng từ cõi Phật Kim Quang ở phương dưới cho đến cõi Phật Quang Minh Vương ở phương trên, có vô lượng trần số những phân thân của Phật Vô Lượng Thọ Quán Thế Âm và Đại Thế Chí đều vân tập đầy sẫy nơi hư không cõi cực lạc. Tất cả phân thân của Tam Thánh đều ngồi trên hoa sen diễn nói pháp màu, độ chúng sanh mê khổ. Đây là môn tưởng thân tướng của Đại Thế Chí Bồ Tát thuộc về phép quán thứ 11. Tu môn quán này sẽ trừ được A Tăng Kỳ sanh tử trong vô số kiếp, không còn ở bào thai, thường dạo chơi nơi các quốc độ tịnh diệu của chư Phật. Môn tưởng này thành gọi là đã quán thấy đầy đủ sắc thân của Bồ Tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí. Quán như thế gọi là chánh quán, hiểu tướng sai khác và tà quán. Khi đã thấy việc ấy, hành giả nên từ nơi chân tâm khởi tưởng mình sanh về thế giới cực lạc ở phương Tây, ngồi kết già trong hoa sen, kế tưởng hoa sen khép lại, rồi tưởng hoa sen nở ra. Khi hoa sen nở, tưởng có 500 sắc quang minh soi chiếu đến thân mình, lại tưởng mình mở mắt ra thấy Phật và Bồ Tát đầy sữa hư không, những âm thanh phát ra từ các hóa Phật cho đến chim nước rừng cây đều dễ nói pháp màu hợp với 12 bộ kinh. Khi xuất định vẫn phải ghi nhớ được để quên mất. Thấy được tướng này gọi là thấy Phật Vô Lượng Thọ và thế giới cực lạc. Hành giả sẽ được vô số hóa thân của Phật Vô Lượng Thọ cùng Quán Thế Âm, Đại Thế Chí thường quan lâm đến chỗ mình. Đây là môn phổ quán tưởng thuộc về phép quán thứ 12. Đức Phật bảo A Nan và Vi Đề Hy, nếu kẻ nào trí tâm muốn sanh về Tây Phương, trước nên quán thân Phật A Di Đà cao 1 trượng 6 đứng trên bờ ao thất bảo. Như trước đã nói, thân Phật vô lượng thọ rộng lớn vô biên, tâm lực của phàm phu khó nỗi quán cho được. Tuy nhiên, nhà Đức Như Lai kia có túc nguyện lực, nên nếu trí tâm quán tưởng tất sẽ được thành tựu. Chúng sanh chỉ tưởng hình tượng Phật còn được vô lượng phước, huống chi quán đầy đủ thân tướng của Như Lai.
Phật A Di Đà có sức thần thông như ý biến hiện tự tại khắp các cõi ở mười phương, hoặc hiện thân lớn đầy đủ cả hư không, hoặc hiện thân lớn đầy cả hư không, hoặc hiện thân nhỏ cao 1 trượng 6 hay 8 thước. Những thân hóa hiện đều là sắc chân kim, còn tướng viên quang hóa Phật cùng hoa sen báu như trước đã diễn tả. Về thân lượng của hai vị Bồ Tát Quán Thế Âm Đại Thế Chí ở khắp tất cả chỗ nên quán đồng như thân của các bậc thượng thiện nhân, hành giả chỉ cần phân biệt sự sai khác của tướng đầu để biết rõ đó là Bồ Tát Quán Thế Âm hay Đại Thế Chí. Hai vị đại sĩ này thường phụ trợ Phật A Di Đà giáo hóa tất cả chúng sanh. Đây là môn tạp tưởng quán thuộc về phép quán thứ 13. Đức Phật bảo A Nan và Vi Đề Hy: Thượng phẩm thượng sanh là thế nào? Nếu chúng sanh muốn sanh về cõi kia, nên phát ba thứ tâm là tâm trí thành, tâm sâu thiết, tâm hồi hướng phát nguyện, tất sẽ được vãng sanh. Lại có ba hạng hữu tình được sanh về cực lạc: một là hạng có lòng xót thương không giết hại, giữ tròn các giới hạnh; hai là hạng đọc tụng kinh điển phương đạt đại thừa; ba là hạng tu hành lục niệm hồi hướng phát nguyện sanh về an dưỡng. Nếu đủ các công đức như thế, từ 1 ngày cho đến 7 ngày liền được vãng sanh. Do kẻ ấy tinh tấn rõ mãnh nên lúc vãng sanh, Phật A Di Đà cùng hai Bồ Tát Quán Thế Âm Đại Thế Chí, vô số hóa Phật, trăm ngàn thanh văn tỳ kheo đại chúng, vô lượng chư thiên và cung điện thất bảo đều hiện đến. Khi thấy Quán Thế Âm Bồ Tát bưng đại kim cang cùng Đại Thế Chí Bồ Tát đứng trước hành giả, Phật A Di Đà phóng đại quang minh chiếu đến thân người vãng sanh. Rồi cùng chư Bồ Tát đồng đưa tay tiếp dẫn hai vị đại thánh Quán Thế Âm Đại Thế Chí, lại cùng vô số Bồ Tát đồng thanh khen ngợi khuyến tấn hành giả một kích cảnh ấy, rồi sanh tâm vui mừng khắp khởi, tự thấy mình ngồi trên đại kim cang theo sau Phật và thánh chúng, trong khoảng khải ngón tay sanh về cực lạc. Khi đã sanh về cõi kia, lại thấy kim thân của Phật đầy đủ các tướng, chư Bồ Tát sắc tướng cũng cụ túc trang nghiêm, các ánh sáng và rừng báu đều diễn thuyết pháp màu. Hành giả nghe xong liền ngộ vô sanh pháp nhẫn. Trong giây phút thừa sự, chư Phật khắp mười phương được thọ ký trước chư Phật, rồi trở về bản quốc chứng vô lượng trăm ngàn muôn đà la ni. Đây gọi là thượng phẩm thượng sanh. Thượng phẩm trung sanh là thế nào? Có chúng sanh tuy không thọ trì kinh phương đẳng nhưng khéo hiểu nghĩa thú, đối với đệ nhất nghĩa tâm không kinh động, tin sâu lý nhân quả, không vì bám pháp đại thừa. Nếu hành giả đem công đức này niệm Phật hồi hướng cầu sanh cực lạc, thì khi lâm trung tây phương tam thánh cùng vô lượng đại chúng quyến thuộc bưng đại tử kim hiện đến trước mặt khen rằng: Phát tử, ngươi tu đại thừa, hiểu đệ nhất nghĩa này, đền này ta đến tiếp nghinh. Đền đó đức vô lượng thọ Thế Tôn cùng với 1.000 hóa Phật đồng thời đưa tay xuống tiếp dẫn. Bây giờ hành giả tự thấy mình ngồi trên đài tử kim, chắp tay khen ngợi chư Phật, rồi trong khoảng một niệm liền sanh về nơi ao thất bảo ở cõi cực lạc. Đài tử kim ấy như hoa báu lớn trải một đêm liền nở. Bây giờ hành giả thân sắc tử kim, dưới hít chân lại có hoa sen thất bảo được Phật và Bồ Tát đồng thời phóng quang soi đến mình, mắt liền mở sáng do túc tập trước kia. Lúc đó tự nghe các âm thanh khắp nơi đều nói thuần là pháp đệ nhất nghĩa đế rất thâm màu. Nghe xong liền bước xuống kim đài lễ Phật và chắp tay khen ngợi Đức Thế Tôn. Trải qua 7 ngày liền được không thối chuyển nơi quả A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề, có thể tự tại bay đi khắp 10 phương thừa sự chư Phật tu các môn tam muội. Như thế qua một tiểu kiếp chứng được vô sanh pháp nhẫn và mong chư Phật thọ ký. Đây là cảnh tượng phẩm trung sanh. Thượng phẩm hạ sanh là thế nào? Có chúng sanh tuy cũng có tiên nhân quả không bám đại thừa, nhưng chỉ phát tâm cầu đạo vô thượng rồi đem công đức ấy niệm Phật nguyện về cực lạc. Hành giả ấy khi lâm chung được Phật A Di Đà Quán Thế Âm Đại Thế Chí cùng chư Bồ Tát cầm hoa sen vàng hóa hiện 500 vị Phật đến liên tiếp. Lúc đó 500 hóa Phật đồng thời đưa tay xuống và khen rằng: Phát tử, người này thành tịnh phát vô thượng đạo tâm nên ta đến giúp ngươi. Khi hành giả mục kích cảnh ấy rồi, liền thấy mình ngồi nơi hoa sen vàng, ngồi xong cánh hoa khép lại, theo sau Đức Thế Tôn sanh về ao thất bảo. Như thế trải qua 1 ngày đêm,
Hoa sen nở ra 7 hôm sau mới được thấy Phật. Nhưng tuy thấy Phật, đối với các tướng hảo tâm còn chưa rõ, đợi qua 21 ngày mới nhận được minh bạch. Bây giờ người vãng sanh nghe các âm thanh đều diễn pháp mở, bày dạo mười phương cúng dường chư Phật và được nghe pháp thậm thâm trước các đức Thế Tôn, trải qua ba tiểu kiếp như thế, được bách pháp minh môn trụ sơ hoan hỷ điện. Đây là cảnh thượng phẩm hạ sanh. Trên đây là môn tưởng tượng bối vãng sanh thuộc về phép quán thứ 14. Đức Phật bảo A Nan và Vi Đề Hy: trung phẩm thượng sanh là thế nào? Nếu chúng sanh thọ trì ngũ giới, giữ bát quan trai hoặc tu các giới khác, không tạo tội ngũ nghịch và các điều lỗi lầm, rồi đem căn lành ấy hồi hướng cầu sanh về thế giới cực lạc ở phương Tây, chúng sanh đó khi lâm chung được Phật A Di Đà cùng các tỳ khưu quyến thuộc vi nhiễu phóng kim quang soi đến mình, diễn thuyết các pháp khổ không vô ngã, khổ không vô thường vô ngã, cùng các ngợi hạnh xuất gia thoát khổ. Mục kích cảnh ấy, hành giả sanh tâm vui mừng, tự thấy mình ngồi trên đài sen, vội quỳ gối chắp tay cúi xuống lễ Phật, lúc chưa ngước mặt lên đã sanh về thế giới cực lạc. Sau khi vãng sanh, vừa lúc hoa sen nở ra, hành giả nghe các âm thanh khen ngợi các tứ đế, liền chứng quả A La Hán đầy đủ tam minh được thông và bát giải thoát. Đây là cảnh trung phẩm thượng sanh. Trung phẩm trung sanh là thế nào? Nếu chúng sanh giữ chín chắn giới bát quan trai hoặc giới sa di hay giới cụ túc trong một ngày đêm, các oai nghi đều toàn vẹn, đem công đức huân tu giới hương đó hồi hướng cầu sanh cực lạc. Khi lâm chung hành giả này thấy Phật A Di Đà cùng quyến thuộc cầm hoa sen thất bảo phóng kim quang hiện đến trước mặt mình. Bây giờ đương nhân nghe giữa hư không có tiếng khen rằng: lành thay thiện nhân, ngươi đã biết thuận theo lời dạy của chư Phật ba đời và tu tập, nên ta đến giúp ngươi. Khi đó hành giả thấy mình ngồi nơi hoa sen, cánh hoa khép lại, liền được sanh về bảo trì ở cõi cực lạc. Qua 7 ngày hoa sen nở ra, hành giả chắp tay khen ngợi Phật, được nghe pháp diệu sanh tâm hoan hỷ, liền chứng quả tu đà hoàn và nửa kiếp sau mới chứng quả A La Hán. Đây là cảnh trung phẩm trung sanh. Trung phẩm hạ sanh là thế nào? Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân hiếu dưỡng cha mẹ, tu hạnh nhân tử theo thế gian, khi lâm chung gặp thiện tri thức giảng cho nghe về sự vui nơi cõi Phật A Di Đà và 48 đại nguyện của tỳ kheo Pháp Tạng, kẻ ấy nghe xong hoa hỷ niệm Phật mà qua đời, thần thức liền được sanh ngay về Tây Phương cực lạc thế giới, lẽ như khoảng có duỗi cánh tay của người tráng sĩ. Qua 7 ngày sau, hành giả được gặp Bồ Tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí, nghe pháp nhiệm màu sanh tâm vui vẻ, được quả tu đà hoàn, sau một tiểu kiếp mới chứng quả A-la-hán. Đây là cảnh trung phẩm hạ sanh. Môn tưởng này gọi là trung bối vãng sanh, thuộc về phép quán thứ 15. Đức Phật bảo A Nan và Vi Đề Hy: hạ phẩm thượng sanh là thế nào? Hoặc có chúng sanh ngu tối, tuy không phỉ báng kinh điển phương đẳng nhưng tạo nhiều nghiệp ác, không biết hổ thẹn. Kẻ ấy khi lâm chung gặp thiện tri thức nói cho nghe danh đà của 12 loại kinh đại thừa, liền được trừ diệt nghiệp ác rất nặng trong 1000 kiếp. Bậc tri thức lại bảo: phải chắp tay niệm Nam Mô A Di Đà Phật, do đương nhân thành tâm xưng diệu danh, xưng danh hiệu Phật, nên tiêu trừ tội trong 50 ước kiếp sanh tử. Ngay lúc ấy, Đức Vô Lượng Thọ Như Lai cảm biết, liền sai hóa Phật, hóa Quán Âm và hóa Thế Chí hiện đến trước hành giả khen rằng: lành thay thiện nhân, người đã xưng danh hiệu Phật nên các tội tiêu diệt, ta đến đây để giúp ngươi. Bấy giờ hành giả thấy ánh sáng của hóa Phật đầy khắp nhà mình, trong lòng vui mừng liền xả thọ, ngồi trên hoa sen báu theo hóa Phật sanh về ao thất bảo. Sau khi vãng sanh, trải qua 49 ngày hoa sen mới nở, vừa lúc hoa nở, Đại Bi Quán Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí phóng ánh sáng lớn trụ trước người ấy, giảng thuyết cho nghe nghĩa lý thâm diệu của 12 loại kinh. Đương nhân nghe rồi tin hiểu, phát tâm vô thượng bồ đề, trải qua 12 tiểu kiếp, thành tựu bách pháp minh môn, được vào sơ địa. Đây là cảnh hạ phẩm thượng sanh. Hạ phẩm trung sanh là thế nào? Hoặc có chúng sanh ngu tối hủy phạm ngũ giới, bát giới, giới cụ túc, trộm của tăng kỳ và vật hiện tiền tăng, bất tịnh thuyết pháp, lòng không hổ thẹn, dùng các nghiệp ác để tự trang nghiêm, kẻ tạo tội chướng như thế tất phải bị đọa vào địa ngục. Nên lúc lâm chung, các tướng lửa của địa ngục đồng thời hiện ra,
Nhưng người này may mắn được gặp thiện tri thức giảng nói cho nghe về oai đức thập lực, sức thần thông quang minh của Phật A Di Đà, cùng những pháp giới định huệ giải thoát tri kiến. Đương nhân nghe xong sanh lòng kính trọng, nên trừ diệt tội trong 80 ức kiếp sanh tử, được giữ địa ngục hóa thành gió mát thổi các hoa trời. Trên hoa có hóa Phật và hóa Bồ Tát hiện thân tiếp dẫn, trong khoảng một niệm liền được sanh về hoa sen nơi ao thất bảo. Sau khi vãng sanh, trải qua 6 kiếp hoa sen mới nở. Vừa lúc hoa nở, Bồ Tát Quán Thế Âm Đại Thế Chí hiện đến, dùng tiếng vạn âm an ủi và vì rằng thuyết pháp thậm thâm của Đại Thừa. Hành giả nghe xong liền phát đạo tâm vô thượng, đây là cảnh hạ phẩm chúng sanh. Hạ phẩm hạ sanh là thế nào? Hoặc có chúng sanh tạo tội ngũ nghịch thập ác, làm đủ các việc chẳng lành, kẻ ngu ấy do nghiệp ác đáng lẽ phải bị đọa vào ác đạo, trải qua nhiều kiếp chịu khổ vô cùng. Nhưng khi lâm chung, người này nhờ gặp thiện tri thức dùng nhiều cách an ủi, nói phép màu cho nghe, lại dạy bảo tưởng niệm Phật. Đương nhân tuy nghe lời dạy, song vì sự khổ bức bách, không yên rảnh để quán tưởng đức vô lượng thọ Như Lai. Thấy thế, thiện hữu lại bảo, nếu ông không thể xưng tưởng đức Phật kia thì nên chí thành xưng Nam Mô A Di Đà Phật, tiếng tâm liên tiếp không dứt cho đủ 10 niệm. Hành giả vâng lời, và do nhờ xưng danh hiệu Phật nên mỗi mỗi niệm trừ được tội trong 80 ức tiểu kiếp, 80 ức kiếp sanh tử. Khi mạng chung, người ấy thấy hoa sen vàng rực rỡ như vầng nhật hiện ra trước mặt, trong khoảng một niệm liền được vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Như thế mãn 12 đại kiếp hoa sen mới nở. Khi hoa nở, hai vị đại sĩ Quán Thế Âm Đại Thế Chí dùng tiếng đại bi vì hành giả, nói rộng về thật tướng của các pháp và cách trừ diệt tội chướng. Đương nhân nghe rồi thâm tâm vui vẻ, liền phát lòng vô thượng bồ đề. Đây là cảnh hạ phẩm hạ sanh, môn tưởng trên gọi là hạ bối vãng sanh, thuộc về pháp quán thứ 16. Khi Đức Thế Tôn nói lời ấy rồi, Bi Đề Hy phu nhân cùng 500 thị nữ để thấy tướng rộng dài của thế giới Cực Lạc, sắc thân của Phật A Di Đà và hai vị Bồ Tát, tất cả đều sanh lòng vui mừng, khen là việc chưa từng có. Phu nhân hoát nhiên đại ngộ, chứng vô sanh pháp nhẫn. 500 tỷ nữ phát tâm a nậu đa la tam hiệu tam bồ đà, nguyện sanh về Cực Lạc. Đức Thế Tôn thọ ký cho tất cả đều được vãng sanh, và sau khi sanh về tịnh độ đều chứng chư Phật hiện tiền tam muội vô lượng chư thiên, phát tâm vô thượng bồ đà. Khi ấy tôn giả A Nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy lễ Phật và thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, kinh này tên gọi là chi? Chúng con phải thọ trì pháp yếu này như thế nào? Đức Phật bảo: Kinh này tên Quán Cực Lạc Quốc Độ Vô Lượng Thọ Phật. Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát cũng gọi là tịnh trừ nghiệp chướng, sanh chư Phật tiền. Ông nên như thế mà thọ trì chớ để quên mất. Người tu môn tam muội này hiện đời sẽ được thấy Phật Vô Lượng Thọ và hai vị đại sĩ. Nếu thiện nam thiện nữ nào chỉ nghe danh hiệu của Đức Phật và hai vị đại sĩ kia, còn trừ được tội trong vô lượng kiếp sanh tử, vốn chi là tưởng niệm. Như có người nào niệm Phật nên biết kẻ ấy chính là hoa phân đà lợi trong loài người. Bồ Tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí sẽ là thằng hữu của người ấy. Kẻ ấy sẽ ngồi nơi đạo tràng sanh vào nhà chư Phật. Này A Nan, không nên ghi nhớ lời này. Thọ trì lời này chính là thọ trì danh hiệu Phật Vô Lượng Thọ. Khi Phật nói lời ấy xong, hai tôn giả Mục Kiền Liên, A Nan, Bi Đề Hy, phu nhân của quyến thuộc thầy đều hoan hỉ. Bây giờ Đức Thế Tôn bước trên hư không trở lại núi Kỳ Xà Quật. Khi về đến nơi, tôn giả A Nan lại vì đại chúng chủ tuyên việc ấy. Vô lượng chư thiên long giả xoa nghe lời của Phật nói đều rất vui mừng, đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi lui bước trở về.